Xin chào anh em nhìn đây đấy, mình đã mang về cho anh em một bộ PC. Hôm nay là ngày mùng 1 tháng 12, là ngày mà biết rất nhiều anh em chơi game mong chờ. Đó chính là ngày bán ra, cũng là ngày ra mắt chính thức tại Việt Nam của phiên bản RTX 3000 series, cụ thể sẽ là RTX 3060 Ti. 3060 Ti là một phiên bản có mức giá phải nói là vô cùng hấp dẫn đấy. Theo như mình tham khảo, tức là giá chưa tính thuế sẽ loanh quanh khoảng độ 9 triệu đồng. Tuy nhiên khi về Việt Nam và tính thêm các khoản thuế hoặc là phiên bản custom thì mức giá sẽ loanh quanh khoảng từ 11 triệu tới 14 triệu tùy từng phiên bản. Nếu như anh em mua phiên bản kiểu đắt tiền thì chắc chắn nó sẽ phải đắt rồi. Còn nếu như mua phiên bản có mức giá ưu đãi hơn thì mức giá sẽ dễ thở hơn rất là nhiều. Vì thế ở trong video ngày hôm nay mình sẽ giúp cho anh em xây dựng một bộ cấu hình liên quan đến RTX 3060 Ti có mức giá hiệu năng vô cùng tốt. Trước khi tìm hiểu các thành phần linh kiện khác thì chúng ta cần phải tập trung vào nhân vật chính của chúng ta, đó chính là về phần RTX 3060 Ti. Đối với những bạn nào mà quan tâm tới hệ thống heat sink của RTX 3060 Ti có bị giảm hay không thì đây sẽ là ví dụ. Mình đang có một phiên bản RTX 3070, một phiên bản đắt tiền hơn. Hệ thống heat sink là giống hệt nhau, không có gì thay đổi cả. Tất nhiên 3070 sẽ không phải nhân vật chính, thế nên mình sẽ bỏ qua và tập trung chính vào nhân vật của chúng ta, đó chính là 3060 Ti. Hệ thống cấp nguồn chỉ duy nhất một cổng cấp nguồn 8 pin, thế nên nhiệt độ của card họa khi tỏa ra là vô cùng mát mẻ. Mình đã có thử Fermax trong vòng 30 phút và nhiệt độ anh em đoán xem bao nhiêu độ C, chỉ khoảng 60 độ C mà thôi. Thì với 60 độ C hoàn toàn có thể sử dụng thoải mái mà không gặp bất kỳ vấn đề nào cả, bởi vì mình đã bật trên chế độ ở trên này. Performance. Còn nếu như anh em mà thích chế độ yên lặng hơn một chút, nhiệt độ có thể tăng lên khoảng độ 65 độ C, anh em hoàn toàn có thể bật sang chế độ quiet, thì khi đấy bộ PC của anh em vô cùng yên tĩnh. Thậm chí mình đang ngồi cạnh bộ PC lắp rất nhiều quạt mà nó vẫn rất yên tĩnh mà mình cũng thấy yên tĩnh. Chúng ta sẽ chạy nhanh qua về mặt thông số của RTX 3060 Ti. Lượng nhân CUDA sẽ là 4864 nhân CUDA, 8GB RAM GDDR6. Nếu anh em cần một cái phép tính đơn giản và cần một cái đo trực quan thì RTX 3060 Ti sẽ mạnh hơn RTX 2080 Super khoảng 1 hoặc là 2%. Đấy, thế hệ gọi là tầm trung mà mạnh bằng thế hệ cao cấp thế hệ trước thì anh em biết được NVIDIA năm nay chơi rất lớn. Còn nếu như để so sánh với RTX 3070 thì hiệu năng của RTX 3060 Ti sẽ thấp hơn khoảng 11%. Tùy từng số các tựa game thôi, các tựa game tối ưu thì dĩ nhiên RTX 3070 sẽ mạnh hơn tương đối đấy. Thì đấy chỉ là những phép đo đơn giản thôi, một chút nữa sẽ vào phần test hiệu năng. Và mình hứa với anh em ở trong ngày hôm nay hoặc là ngày mai thôi, mình sẽ gửi tới cho anh em một video so sánh RTX 3060 Ti và RTX 3070 nhé. Đương nhiên tận đến từ TFF luôn. Và dĩ nhiên để hoàn thành cái combo liên quan tới RTX 3060 Ti, anh em làm sao có chuyện cầm mỗi cảng chơi game được, chúng ta cần các thành phần linh kiện khác. Thế nên mình đã lựa chọn CPU Intel Core i5 10400F, một mẫu CPU kết hợp với RTX 3060 Ti sẽ trở thành một combo mình nghĩ là sẽ hot trong thời gian sắp tới đấy. 16GB RAM. RAM đây là RAM, anh em nhìn được dòng chữ TOF, bởi vì là chủ đề trong video ngày hôm nay sẽ là liên quan tới TOF Gaming. RAM sẽ được default, thế nhưng được kết hợp với TOF Gaming, được kết hợp với Asus thì anh em sẽ nhìn được cái dòng chữ của các hoa văn của TOF. Main sẽ là B460 Plus Gaming TOF luôn. Và vỏ cây, vỏ quay cũng đến từ TOF luôn. Và để tăng thêm điểm nhấn cho bộ PC, mình đã quyết định lắp thêm rất nhiều quả LED RGB. Tổng cộng sẽ có 6 quả LED RGB và một cái tản nhiệt ID cooling nữa để có nhiệt độ CPU luôn mức mát mẻ nhất. Và nếu như anh em quan tâm tới combo như này thì anh em hoàn toàn có thể mua thêm để sử dụng, vừa giúp bộ cây mát mẻ hơn lại còn đẹp hơn nữa. Và bây giờ sẽ là phần trải nghiệm hiệu năng của RTX 3060 Ti. Thank you.
tính ra theo như mình suy nghĩ nhá, năm nay hãng nào cũng chơi lớn, kiểu build PC, xây dựng một bộ cấu hình PC, mua PC về làm việc, chơi game hay bất kỳ công việc nào, bây giờ nó quá đơn giản. Giá như cách đây khoảng 2 năm mà mình có cơ hội được sở hữu một bộ PC như này thì có phải ngon không? Vậy thì ý kiến của anh em như nào? Nếu anh em có tiền thì có chọn mua combo này không? À quên, mình còn một vấn đề nữa mà muốn nhắc tới cho anh em, đó chính là về phần PCIe 4.0. Anh em hoàn toàn có thể biết được là các dòng card loại RTX 3000 series của NVIDIA đều đã hỗ trợ PCIe 4.0 rồi. Thế nhưng cái mẫu main B460 Plus Gaming không hề có PCIe 4.0, hay cụ thể vẫn sử dụng PCIe 3.0 mà thôi. Thế nhưng khi anh em nhìn thấy phần test hiệu năng của mình ấy, hiệu năng card loại vẫn có thể tận dụng một cách hoàn toàn ổn mà không hề có bất kỳ một vấn đề nào cả. Hoặc là chỉ ít nhá, theo như mình suy nghĩ, ở trong thời điểm hiện tại hoặc là trong thời điểm video này ra mắt thì PCIe 4.0 với PCIe 3.0 hiệu năng có chênh lệch nhiều lắm, 1%. Và nếu những em quan tâm ấy thì cứ mua về và sử dụng đi thoải mái, hoặc là một vài năm nữa anh em có tiền đầu tư thêm một combo nữa, khi đấy CPU, main hay tất cả các linh kiện đều lên PCIe 4.0 rồi, biết đâu hiệu năng lúc đấy nó tăng lên khoảng 3% thì sao. Đường link của sản phẩm mình sẽ để ngay dưới phần mô tả video để anh em có thể click vào. Hẹn gặp lại các anh em ở trong video test hiệu năng của RTX 3060 Ti và RTX 3070. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video này. Và nếu như có thắc mắc về bất kỳ sản phẩm hay chương trình khuyến mại nào thì đường link tư vấn miễn phí cũng như là mua hàng mình sẽ để ngay dưới phần mô tả của video. Và nếu chưa đủ tiền để rước em nó về, đừng quên là ăn phát có trả góp 0%. Nhớ like, share cũng như subscribe và để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.